Từ ngày mà chị đến BB Tân Mai chị chăm sóc đó, thì chị nhận được lời khen của khán giả, người thân và bạn bè rất nhiều, là thấy thẩm mỹ trẻ hoài. Thấy con mắt bên này của chị là nó lên hẳn. Em thấy cái mí nó cao hơn chị ơi. Cao mí cao hơn so với bên kia. Sáng cái vùng này đó. Yeah. Nó cao lên, nó sáng lên đó. Cái rồi em thấy là nhất là cái phần má, còn má bên đây là em thấy là nó gọn hơn so với phần bên đây. Đúng rồi. Bên đây chị thấy là nó đổ coi hơn. Là bây giờ chị cười chị cũng cảm giác là nó đang căng, nó lên, căng nó lên, súc lên rất là nhiều. Lên. Bây giờ chị rờ mà chị thích quá. Chỗ này chị thích quá. Chị thích chị ha. À nó chị cảm giác nó căng cái vùng này và thấy con mắt chị nó sáng chỗ này lên. Dạ. Chị nhìn ngang thấy bên này nó sáng lên, nó không có bị mệt con mắt mình á. Dạ đúng chị. Thích quá hả? Mà chị ơi chị sờ thử xem là cái má bên đây với cái má bên kia chị thấy nó khác không? Nó khác. Đây nó săn cứng này, nó săn cứng. Bên đây nó mềm mà nó hơi nhão tí. À nó hơi nhão. Bên đây nè, cứng đó chị, săn cứng hơn. BB Thanh Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế, cùng hàng vạn khách hàng khắp mọi miền đất nước. Đến với BB Thanh Mai với một đội ngũ bác sĩ giỏi, đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng Entherapy công nhận. Cảm giác như là nó đã đẩy sát rất là sâu vào vùng cổ của mình, cũng sẽ được trẻ hóa luôn, xinh đẹp hơn, mặt thon gọn hơn. Cũng rất là bất ngờ, da mình nó cũng được cải thiện luôn, không có xâm lấn gì hết. Thích lắm, làm đi mọi người sẽ cảm nhận thích lắm luôn á. Ưu đãi sốc giảm 70%. Để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 6617. BB Beauty, BB Thanh Mai tự hào 23 năm là địa chỉ tin cậy của sao Việt và các doanh nhân chính khách.